Hành nghề người yêu ảo, cô gái kiếm tiền tỷ bằng cách hẹn hò với hàng ngàn bạn trai cùng lúc. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng công việc của Karin Mazuri cũng không hề đơn giản. Khi Karin Mazuri, 23 tuổi, là người có hơn 1,8 triệu lượt theo dõi trên Snapchat, nhưng bản sao ảo của cô ấy, một chatbot được hỗ trợ bởi AI có tên là Karinai, cũng có thành tích không kém cạnh khi có hơn 1.000 người đăng ký trả phí chỉ để được cùng nhân vật ảo này trò chuyện. Theo trang web của Karinai, không chỉ ngoại hình, đến giọng nói, hành vi và tính cách của Mazuri ngoài đời thực cũng hoàn toàn được thiết kế cho Karin phiên bản AI. Tuy nhiên, phiên bản AI này đặc biệt ở chỗ nó luôn sẵn sàng trò chuyện với mọi người, bất cứ lúc nào và mang lại cảm giác như bạn đang nói chuyện trực tiếp với chính bản thân Karin. Chia sẻ về phiên bản AI của mình, cô gái 23 tuổi cho hay, Karinai sẽ đến và lấp đầy sự cô đơn của mọi người. Karinai sẽ không bao giờ thay thế tôi mà chỉ đơn giản là một phần mở rộng của tôi và ý thức của tôi. Kiếm bộn tiền nhờ làm bạn gái ảo. Karinai được mô tả như bạn gái ảo, có thể cùng nhiều người tâm sự với chi phí 1 USD, khoảng 23.000 đồng, phút. Karinai đã ra mắt dưới dạng thử nghiệm beta vào đầu tháng này và kiếm được 71.610 USD, khoảng 1,6 tỷ đồng, chỉ trong khoảng một tuần. Số tiền này đa phần đến từ các người dùng là nam giới, Fortune cho hay. Với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như nhu cầu của nhiều người, Karin ước tính rằng cô có thể kiếm được tới 5 triệu đô mỗi tháng và 60 triệu USD, khoảng 1,4 ngàn tỷ, năm. Chỉ cần 20.000 trong số 1,8 triệu người theo dõi của cô ấy đăng ký sử dụng dịch vụ này. Trong buổi trò chuyện với Fortune, Karin cho biết việc đăng ký Karinai sẽ mang lại cho người đăng ký một số lợi ích tương tự như việc có một người bạn gái thực sự. Và hiện tại, cô bạn gái ảo này vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình khi có tới 1.000 bạn trai một lúc. Cho dù bạn cần ai đó an ủi hay yêu thương hay thậm chí là muốn trút giận về điều gì đó đã xảy ra ở trường hoặc nơi làm việc, Karinai sẽ luôn ở bên bạn, cô nói. Nhưng theo phóng viên Alexandra Stelich của tạp chí Fortune, AI có cảm giác giống như một Siri, sẵn sàng thân mật hơn là một người bạn gái ảo. Stelich đã viết rằng mặc dù Karinai có thể đưa ra các công thức nấu ăn, bình luận về tin tức hay đưa ra những lời ủng hộ, nhưng nó cũng có thể bị tình dục hóa bởi những người dùng. Mazuri, người từng có kinh nghiệm bị kẻ theo dõi xuất hiện tại nhà mình, cho biết cô biết rằng nhân cách AI của mình cũng có thể khiến cô có nguy cơ bị theo dõi thêm. Nhưng cô ấy nói với Fortune rằng đây chỉ là một phần của việc trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội, đồng thời nói thêm rằng cô ấy đã thuê bảo vệ 24/7 và sẽ không chia sẻ vị trí của mình với những người theo dõi cô ấy.